Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và thưa quý vị, thí sinh tiếp theo cũng sẽ biểu diễn một bài do giám khảo Nu Phước Thịnh trình diễn. Và thí sinh này thật sự là rất là cố gắng đó thưa quý vị. Nhưng mà làm những cái thể trạng của bạn xuống cân nó hơi bị khó, nên bạn phải nằm trong cái top 3 nguy hiểm trong tuần này. Nhưng mà chúng tôi hy vọng là bạn có thể chinh phục được ba vị giám khảo, bởi vì cái sức chịu đựng, cái sự vượt khó cũng như là cái kỹ thuật biểu diễn của bạn luôn được chúng tôi đánh giá rất là cao qua từng tuần. Và đó là thí sinh Ngọc Khánh với Hold Me Tonight. Tới lên núi là ớn lạnh xương sống rồi, chân thì đau, trên người thì vác rất là nhiều nước. Khi mà đi gập ghềnh thì nó lại tái phát. Thật sự là một con người vừa mập vừa rằng nề, vừa bị đau chân như Khánh, thì việc đó coi như là một cái thử thách gian nan. Bò lên cho tới nơi thì xong cái thử thách đó là mừng lắm rồi. Những khó khăn mà trong tuần này Khánh gặp phải là mình phải nhảy thật sự là mạnh mẽ và quyết liệt. Và cái thứ hai là những cái bưng bê của tuần này nó rất là khó và rất là cao, và mình phải chịu lực rất là nhiều. Đối với bạn nhảy của mình, đó chính là chị Thịnh Mến, thì nghe mọi người nói là chị ấy rất là dữ, nhưng mà thật sự những cái lúc mà mình tập không được hay là mình bị chấn thương thì chị luôn luôn lắng nghe mình và áp dụng những cái động tác phù hợp hơn với mình. Và điều đó là điều mà mình cảm thấy mình thích nhất ở chị Mến. Khánh sẽ cố gắng đem lại một bài nhảy hoàn hảo và đẹp mắt cho tất cả mọi người. Say, anh cứ ngỡ trọn đời mình bên nhau mãi thôi. Nào hay ngậm ngùi chia phôi, giờ còn mỗi anh. Lối về đây vắng bóng em, nhưng cơn mưa nhạt nhòa nơi ta đã từng kề vai trao nhau nụ hôn dưới ngay hiên nhà. Baby just hold me tonight, so cheer up my soul. Just hold me to know. Đây không những là một bài thi, mà đây là một bài biểu diễn chuyên nghiệp. Anh bái phục em Huỳnh Mến. Em không bao giờ ngừng sức sáng tạo. Em là một vị huấn luyện viên rất là tuyệt vời, nếu như bạn thí sinh nào may mắn sở hữu được. Mời Nu nghĩ sao về tác phẩm của mình ở một định dạng khác. Xin thưa quý vị, là lúc đầu mà nhạc lên tôi nói, ôi tôi chết rồi Nu ơi, bài này không có jazz, bài này là EDM, bài này là dance, right? Thì làm sao? Đó, anh mới nói với em, hãy sao với sự cẩn thận, bình tĩnh. Yeah, và em sợ, em rất sợ. Cũng may là nhờ đến những cái bước màn hình đó, em vẫn còn chưa hết cái sự hoang mang của em. Và khi bước ra khỏi cái màn hình đó, những cái động tác jazz bắt đầu xuất hiện, soạt những cái động tác nó làm cho mình cảm thấy rằng à, thì ra ý đồ không phải như vậy. Thật sự, khi mà ai xem Huỳnh Mến biểu diễn, thì chắc là tất cả mọi ánh nhìn đều đổ vào Huỳnh Mến. Nhưng cái điều làm cho Nu kính phục ở đây, đó chính là bạn đã làm cho Nu giật mình và phải nhìn lại bạn. Và lúc nãy nữa, cái đoạn lăn, cái đoạn mình đơm như vậy. Coi như là đây nè, son nè. Tôi xót mến của tôi lắm. Đây nè. Em cực kỳ anh Nu ơi, em lắm. Hả? Dạ. Tức là
là nhìn thì tưởng nó là một cái khối thịt rất là lớn đè lên người của em, nhưng mà Khánh là một cái người rất là biết ghìm á, ghìm cái lực lại, cho nên cảm giác nằm rất là êm à. Nằm rất là êm. Người ta có kỹ thuật, có nghĩa là tới đoạn nào đè lên phụ nữ thì lấy hai tay chịu lực, tới đoạn nào của mình rồi thì thả nhẹ nhàng đè lên, rồi lại chịu lực, rồi lại đè lên. Đúng không quý vị? Nó làm cho mình hào hứng rất nhiều, nó làm cho mình có nhiều, thật là nhiều những cái điểm cộng dành cho một cái bài. Thật sự không tưởng rằng nó sẽ có thể chuyển mình thành một cái ca khúc hay jazz như vậy, right? Thôi cảm xúc thì tới đó, thôi để chuyên môn. Mời John tiếp lời. Mời anh John. Mình cũng nói về cái sự thông minh của biên đạo, là đưa nhạc gì, nhạc classical, EDM, rock, mình có thể dựng theo chủ đề trong tuần này là jazz. Và em luôn luôn nhớ đây là cái cuộc thi của Ngọc Khánh, và em đang làm cái điều tốt nhất là em đang làm cho Ngọc Khánh bùng nổ mỗi tuần. Trong cái bài này anh muốn nhắc lại là đây cũng là một cái chương trình cho gia đình nhá, hơi hư nha. Lăn trên sàn, nhưng mà cái đó khó. Bình thường nếu mà mình làm cái đó, nếu mà hai cái cơ thể nó không có đều với nhau, nó sẽ bị cục. Nhưng mà lúc tụi em lăn thì nó rất là mượt. Và xong cái động tác cuối cùng là cái động tác ăn thịt đó, rất là hay. Không, thật sự như thế này nè, John nè. Như là không phải John là cái người này cũng rất là muốn được ăn thịt đó. Còn anh Nam thì sao ạ? Từ đầu đến giờ với hai bạn này không có bài thi nào mà bạn chọn cái điều đơn giản cả. Toàn là trò chơi phức tạp và khó khăn và đẩy cái bài thi của mình lên đỉnh điểm. Đó là cái điều mà tôi quan sát và nhận thấy. Hai đứa mình giống nhau, mình mến. Tôi thích làm gì là tới nơi tới chốn. Tôi hát nhá, đêm nay ngày mai mất tiếng cũng mặc kệ, tôi hát cho đã đêm nay cái đã. Thì sự hy sinh của Huỳnh Mến, lăn xả, bưng bê, tất cả mọi thứ nó đều giống y như cái cách mà mình chơi một trận cho tới nơi cuối cùng luôn, ngày mai ra sao cũng được. À, cái thứ hai là cái việc quá thông minh khi mà chọn cái ánh sáng của màn hình để làm nổi bật cái bóng đen và những động tác và những cái đường cong của cơ thể và những cái biểu hiện của jazz nó rất là chất. Đó. Rồi từ bóng đen mà bước ra ánh sáng của sân khấu thì lại thấy nhiều cái đặc biệt hơn nữa. Thông qua những cái động tác nó đẩy dần cảm xúc lên, nó làm cho người ta phải đứng ngồi không yên. Và bạn thấy là cả khán phòng phải bùng nổ và ồ lên như vậy. Nói chung là xuất thị sắc. Ok. Thưa quý vị, nó có một cái điều như thế này là để tôi cũng phải nói để quý vị thấy là nhiều khi chúng ta cứ ca ngợi Huỳnh Mến là biên đạo giỏi, rồi thế là nói là Ngọc Khánh là may mắn gặp được biên đạo giỏi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là nếu như một cái biên đạo giỏi như thế này, ý tưởng như thế này mà gặp cái bạn thí sinh mà nói cái gì cũng làm không được thì cũng không bao giờ có một tiết mục hay. Tôi nghĩ là như vậy, và càng làm cho Huỳnh Mến điên hơn nữa. Rõ ràng đây là sự cộng hưởng của cả hai người, và Ngọc Khánh rất xứng đáng được khen ngợi trong tiết mục, phải không ạ? Vâng, xin một tràng pháo tay cho Ngọc Khánh nữa. Và nếu như quý vị, các bạn yêu thích tiết mục này, dự đoán họ sẽ được giám khảo chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần, chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 08 gửi về 8369. Mỗi một tin nhắn sẽ là 3.000 đồng, quý vị nha. Điểm số sẽ được giữ lại từ ban giám khảo. Bạn hãy cân trước nhé. Chúc bạn may mắn. Cân nặng cũ của Ngọc Khánh là 94,3 kg. Cân nặng mới của bạn ấy là 93,4 kg. Rất tiếc là bạn chỉ xuống được có 9 lạng là được 1%. Chỉ số này là chỉ số thấp nhất mà tôi đã từng được gặp sau 6 tuần. Hy vọng là cái kỹ thuật và cái bài nhảy vừa rồi có thể giúp bạn vượt qua cái sự khó khăn này. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.